Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận hơn 300 hồ sơ của người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ theo quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có hơn 100 hồ sơ gửi qua thư điện tử. Trong năm ngày làm việc, hồ sơ hợp lệ, người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp không chi trả, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, mức hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, nhận hỗ trợ 1 triệu 800 000 đồng một người. Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, nhận mức 2 triệu 100 000 đồng một người. Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, tăng lên là 2 triệu 400 000 đồng một người. Trong khi đó, người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng nhận hỗ trợ 2 triệu 650 000 đồng một người. Nếu đóng đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng thì nhận 2 triệu 900 000 đồng một người. Còn đóng đủ từ 132 tháng trở lên nhận 3 triệu 300 000 đồng một người. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành ngày 31 tháng 12 năm 2021. Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp chỉ phải xác nhận thông tin với người sử dụng lao động và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Với người đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp quyền nơi nhận hỗ trợ theo mẫu hoặc trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tổ chức cung cấp dịch vụ Ivan ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số hoặc thông qua dịch vụ bưu chính chậm nhất là đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, không thuộc đối tượng thụ hưởng. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.